Cái này mình cũng chưa có đổi áo này, giờ thử được không nha. Ở đây chúng ta dùng chọn vùng chọn cái hai cái áo này nè, chúng ta dùng công cụ là mắt là tích lát tool đi, chúng ta đi một vòng rồi sau đó cộng thêm, nếu mà nó bị sai sót thì cộng thêm. Rồi cộng thêm bên phải nữa, bên phải này cho nhanh thì chọn như vậy luôn đi cho nó nhanh. Rồi sau đó cần trên Z hay là cái án này không, rồi cần trên U nè, kiếm chọn color right. Muốn án nào có áo đó. Thấy không? Cái đẹp liền đúng không? Thầy đang thử có cái mẫu nào đẹp á. Thường vest là vest đen không mà ít vest màu lắm, chỉ có cà phát thì nhiều màu thì có lý. Tím này đi nha. Ok không? Ha, ví dụ vậy ha. Đó. Đó, đồ áo này thấy chưa? Rồi cà vạt thì tương tự như vậy, chúng ta cũng chọn cà vạt này, thì nếu mà nó màu đen á thì dùng Magic Wand. Thì lần đầu tiên thầy đổi cái màu này nè, chứ trước kia chưa có đổi bài này, toàn đổi bài khác không à. Cái này nó bị bóng á, cho nên là cắt nó đi. Đúng cho đen này thôi. Rồi chúng ta cũng cần Z lên nè, cần trên U ha, kiếm chọn Colorize. Khi mà nó đen rồi chỉnh màu khó lắm, nó đen rồi chỉnh màu rất là khó. Nói vậy đi, màu xanh đi. Hiểu chưa? Đó, cách đổi màu như vậy ha, tạm thời như vậy thì chỉ có mỗi cái cravat này thôi, còn áo sơ mi bên trong muốn đổi cũng được. Chọn kỹ lên, chọn cái này kỹ lên thì nó sẽ đẹp thôi. Master Tool. Rồi, cũng cần trên C, cái trên U. Cái dạng cái này. Như màu trắng chỉnh không được thì sao á, màu trắng chỉnh tráng chỉnh không được, tráng chỉnh không được, chỉnh xấu nó không được, chắc mình phải tạo laser mới, là trộn vô tạo laser mới, ví dụ laser mới màu xanh nhạt nè, tô vô rồi trộn đổ vào đây, hòa trộn. Nó không được, xấu lắm, không được, nó không có màu, nó không trộn, tại trắng rồi thì không không đẩy vô thêm được nữa. Ok thôi mình để nguyên màu trắng thôi. Ok đổi màu như vậy trước rồi, ok chúng ta làm thêm cho thầy cái phần này nữa nha, đổi màu áo thêm.